Chào các bạn, mình là Du. Thì ở phần ở video này thì như mình sẽ hướng dẫn các bạn là ở video trước mình là làm nào khi kích vào sang này đúng không? Kích sang trong này thì nó hiển thị, nó đẩy được cái chuyện sang và hiển thị được tên chuyện trong cái ảnh của chuyện trên này đúng không? Thì ở phần này thì mình sẽ các bạn làm ra hiển thị cái nick chuyện này. Ok chưa? Rồi, bắt đầu nhá. Thì có phải là bây giờ mình sẽ có một cái thằng đối tượng mới đúng không? Đối tượng mới là đối tượng mà đối tượng chat chat chuyện. Rồi thì trong thằng này thì trong này ở đây mình sẽ có một cái mình sẽ có những cái thông tin này. Thứ nhất là private này, chim là tên chat này, và ngày đăng. Chết, sorry, ngày đăng đây là đúng thôi. Đấy là nó, và đây mình sẽ tạo ra đồ, mình sẽ tạo ra một cái constructor cho nó này. Và tiếp theo nữa là một cái constructor không có gì. Một cái constructor không có gì. Và annotate insert, mình sẽ tạo ra cái hàm getter và setter cho hai hàng thủ đi kia. Đó. Rồi tiếp đến thì vào trong layout mình sẽ tạo ra chế độ, mình xóa mất cả kia rồi. Đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành đến tạo một cái item như thế này, được chưa? Thì đây mình sẽ vào trong này, mình sẽ lưu một cái layout resource file, mình sẽ tên là item chat chuyện, item chat chuyện. Và bên text này thằng này là layout rồi. Ok, mình sẽ để trong này là 50 dp cái gọi là vertical rồi. Và trong này mình sẽ có, đầu tiên sẽ có một cái text view map parent em một pp, và cái viết mình sẽ để cho nó là một. Có hợp lý không nhỉ? Không hợp lý lắm nhỉ. Thì mình sẽ chỉ sau thằng này, mình sẽ để nó wrap content đi, cái padding, và mình sẽ cho cái padding của nó trên này. Padding trên này mình sẽ để là 50 pp. Thằng này sẽ có text tên như mình là 101. Rồi sẽ zoom to to lên cho bạn xem nhé. Cái 50 dp 101, bây giờ mình muốn nó căng sữa thì mình cho thằng này một cái graffiti là center horizontal. Nó vẫn chưa căng sữa mình à, pop content mà center vertical quên. Đó, rồi ok, đây ra được cái trang một rồi. Cái text color sẽ để là màu đen. Cái thằng này padding mình sẽ để cho nó là 30 pp. Cái thằng này có một cái text size sẽ để là 23 dp. Text style là bottom cho nó chữ đậm đậm lên. Rồi ok, tiếp đến nhé. Tiếp đến đây mình sẽ kiểu copy thằng quật quẹt. Tiếp đến ngày update đúng không? Rồi hình như là 50 dp hơi bé, hơi 23 dp hơi to so với quy định. Nếu thế thì mình sẽ để thằng này là 20 dp. Hôm này vẫn chưa là nhìn rõ. Bắt đi tầm 1 dp. Mình vẫn to quá này, thôi cho mình lên 60 rồi. Tiếp theo thằng này mình sẽ để cho nó cái cách của nó là tầm 13 dp, 13 fp. Trời ơi, lãi giờ 13 fp rồi rồi. Mà sao to quá. 18. Rồi, bỏ cái cách bo lên đi. Bỏ luôn cái thằng cách bắt đi. Rồi đấy,
không phải bỏ vô cái hộp bát bình chưa phải. Đấy, sẽ như là cách cho mình sẽ để cho một cái màu nhạt nhạt hơn kẹo. Đấy, hàng này sẽ là ngày áp bếp đúng không, ngày áp bếp mùng 10 à, tháng 10 à, mùng này ngày 16 rồi, 06 06 10 2019 đó. Rồi ok xong thì vừa tiếp đến mình sẽ gắn ID vào này, ID TXV. Đúng là tên chat và thêm chữ S vào, mình không muốn bị nhầm ID. Tiếp theo TXV ngày đáp đếp ngày nhập đó. Rồi sang bên này nhá, mình sẽ tiến hành tạo ra cho nó một cái array after Java class, mình sẽ tên là chat chuyện đó. Đây, thằng này sẽ kế thừa thằng array adapter và kiểu có truyền vào kiểu chat chuyện ok. Rồi tạo làm cái correct con chapter cho nó, rồi khai báo một cái private, một cái trong context CT và một cái Arrayit. Arrayit kiểu quá đấy là kiểu chắc chuyện chắc chuyện ARR chẳng vậy. Và trong con chapter này mình làm gì, mình sẽ gọi cái thằng CT ra này, gán giá trị cho thằng context trước bằng context, tiếp đến là cái thằng Arrayit mình sẽ khởi tạo lên. Arrayit truyền vào cái thằng object chuyển khởi, tiếp đến là cái thằng getView, mình sẽ ghi đèo cái hàm view để kiểm tra thứ nhất là cái tầng kiểm tra xem context view có bằng null không, có bằng null không. Nếu như bằng null thì sao, thì tiến hành tạo ra một cái layout interface và tên là interface bằng F kiểu về interface ct chấm ghép system service truyền vào cái thằng layout interface service chấm phải con vật view bằng in phép in flutter layout in chấm phải in flutter là chấm truyền vào cái layout mà mình muốn hiển thị, đó là chính là cái item vừa mình mới tạo ra, item chắc chuyện rồi năm chấm phải. Rồi thứ này mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái array của mình ấy mà cái sai của nó thì nếu không thì mình mới tiếp tục làm. Thì đầu tiên mình sẽ có một cái text view không? Text view đầu tiên là cái tên chat, tên chat và tiếp đến nữa là cái ngày nhập. Rồi tiến hành ánh xạ cho nó à, tên chat bằng con vật view chấm in view by id là chấm id chấm txt tên chat thêm chữ s gì vào, mình không muốn bị nhầm, ăn trong d này, copy này, paste này, paste này. Rồi tiếp đến là mình sẽ tiến hành lấy ra cái chat chuyện của mình từ cái thằng array kia, get index của mình ở đây chính là cái thằng position rồi chấm bảy. Rồi txt tên ngày nhập ở tên chat bằng new new một cái ba chấm sorry các bạn chấm set text chat chuyện chấm get tên chat và cái tv ngày nhập chấm set text
Lép về nhà thì lép về đăng, ok. Mình đăng thì mình phải đăng à. Thì mình đăng bây giờ cũng giống nhau mà. Rồi ở đây thì mình sẽ tiến hành trả về cái tên của con review. Trả về con review của mình. Rồi, có adapter, có item. Bây giờ chỉ là tiến hành mà cần tạo data và đổ lên thôi đúng không? Thì mình sang cái thằng ATD chat của mình nhá. Thì ở đây mình có một cái bit view không? Bit view thì mình bấm ID cho nó. Nó rất tê danh sách chat, ok. Rồi lấy cái chat copy này, rồi sang bên chat activity này. Ở đây sẽ có cái thằng lead view của mình, sẽ có cái thằng lead view chứ phải là, rồi tiến hành ánh xạ cho nó trước. Rồi ngoài ra thì sẽ có một cái array lead. Kiểu dữ liệu nó là kiểu chat chuyện ARL chat. Rồi chấm phải là và một cái adapter và một cái adapter cái chat adapter này. Ừ, đúng rồi, cái chat adapter, chat chuyện adapter. Rồi chat chuyện adapter chấm phẩy. Rồi thì bây giờ mình chưa có dữ liệu thì mình sẽ tiến hành add tạo cái dữ liệu ảo cho nó nhé. Mình sẽ ở đây mình sẽ có một đây tạo dữ liệu ảo này. Rồi tiếp đến ở đây mình sẽ chạy một hành for. À, đầu tiên mình sẽ review lên chưa khởi tạo từ vòng for y là y bằng không chấm phẩy y mình nhỏ hơn 20 chấm phẩy y cộng cộng. Rồi thì trong này mình sẽ gọi cơ chat là chấm add new một cái chat chuyện. Thì mình sẽ truyền vào đầu tiên là chắc chuyện này chắc chuyện đầu tiên cái chắc chuyện xem qua chapter mình cũng truyền vào đầu tiên là tên chat và ngày đăng và ngày nhập đúng không. Tên chat mình sẽ đặt là chapter cộng thêm với cả cộng thêm với cả y nữa. Chắc chuyện thứ y này nhập cái ngày nhập thì sẽ để cho nó ngày nhập, ví dụ ngày nhập mình sẽ để là mặc định nhá, để là tạm là 06 10 2019 đó chấm phẩy. Rồi có dữ liệu rồi, bây giờ mình sẽ có dữ liệu. Sau khi có dữ liệu xong rồi thì cái adapter của mình cái adapter mình đặt là chat chuyện adapter sẽ khởi tạo đi như chat chuyện adapter. Rồi mình sẽ tiến hành ở đây mình sẽ để ra cho nó là cái thằng mình sẽ để ra cho nó cái thằng mình sẽ gán đầu tiên truyền là context, tiếp theo là truyền là không nên bởi vì xuồng thì xuồng cũng không dùng nữa, và cái arlit của mình, cái arlit của mình là arl chat chấm phẩy. Và ở sang bên hàm setup của mình, sau khi tên chuyện và cái thằng ảnh chuyện được setup xong thì đến được cái thằng review chấm set adapter. Set adapter là cái thằng chat chuyện adapter. Ok xong rồi, bây giờ mình sẽ chạy này. Rồi mình sẽ click vào đây. App đã dừng lại. Rồi xem lý do gì nó dừng lại. Lookup và lookup đọc lookup này. Chọn thằng error.
Rồi xem app nó đang báo là sai ở phần quần què này. Ủa? Nó bảo là bị lún đấy. Lún này là mình đây rõ ràng mình lấy ra được rồi mà. Năm thế nào, năm sao. Setup bị lỗi. Còn tên chuyện này. Ủa, hình chuyện tranh mình chưa lấy rồi. Rồi, mình sẽ đặt một cái làm cái bug ở đây. Chạy đi bug ở xem nào. Tại sao vậy? Đang lấy ra, rồi. Tiếp. Chuyện tranh rõ ràng đấy, đúng rồi. Lấy rồi chạy tiếp nào. Hơ, như là hơi lại bình thường. Giờ mình biết tại sao rồi, chết rồi, mình copy nhầm. Nghe hơi khổ quá. Cái hàng tích chuyện, có nghĩa nó báo là cái tích chuyện bị luôn. Cái tên chuyện này bị luôn bởi vì mình chưa tiến hành ánh xạ cho nó, vừa copy nhầm, vừa sorry các bạn nhé. Một sai sót nhỏ. Rồi đang lấy là lấy rồi đó chắc không chắc một chắc thứ hai chắc thứ ba rồi các bạn nhìn chưa đấy mình đã có cái danh sách các chat nhưng giờ mình muốn cái chữ chat này mình muốn lật sang bên này thôi nhìn này nó xấu quá mình muốn lật sang bên tay phải thôi mình sẽ vào cái IPM chat chuyện này cái mod parent rồi cái GFTP mình sẽ để là xem chờ hơi gentle xem chờ vertical and và right rồi đó nó chạy lại này rồi kích đường một chuyện đi rồi đó nó sẽ nhìn nó sẽ có vẻ như kiểu ok hơn đấy rồi ở video này thì mình xin được dừng lại đây ở video tiếp theo của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là bây giờ hiện tại cái chat cái data mình vẫn là đang là phích cứng thôi nên mình video tiếp theo mình sẽ tiến hành là lấy là từ trên API giống như kiểu phần chuyện nhé ok. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ. Wow.